Kính thưa quý vị, Tổng thống Bashar al-Assad xuất hiện trước đám đông lần đầu tiên, tin từ Damascus. Tổng thống Bashar al-Assad hiếm hoi xuất hiện trước đám đông lần đầu tiên để khánh thành một pho tượng tại trường đại học Damascus. Đám đông ủng hộ tập trung chung quanh ông Assad reo mừng. Ông Assad xuất hiện trong lúc phi cơ Do Thái không kích Syria, tuyên bố tấn công một mục tiêu chuyển hỏa tiễn cho Hezbollah ở Lebanon. Lực lượng al-Assad đang mở nhiều cuộc tấn công từ thủ đô Damascus và thành phố Homs tới bờ biển Địa Trung Hải để bảo vệ cho các khu vực người Alawite là giáo phái của ông al-Assad.